cuộc bạn bị làm sao mà tôi hỏi bạn cứ không nói là thế nào? Ôi, bị sư tử vả. Ngán ngẩm thật đấy. Thế còn bạn? Tôi cũng bị sư tử vả chứ còn sao? Cũng sư tử vả ư? Ừ. Ôi trời ơi, nó là thường xuyên như cơm bữa ấy bạn ạ. Số mệnh rồi, biết làm thế nào. Thế mới biết đàn bà là cái giống loài quái đản kỳ lạ nhất trên đời. Suốt ngày tô tô chát chát, son phấn loè loẹt ra thì không sao. Thế mà hôm qua lúc ra ngoài, tôi chỉ trang điểm có một tí thôi, về mũi đánh. Cố gắng bạn ạ. Đàn ông trang điểm ấy thì có cái gì sai? Trang điểm ấy là tôn trọng bản thân mình và tôn trọng những người ở xung quanh mình mà. Thế bạn có hay trang điểm không? Không. Chỉ lúc nào tôi đi chơi với bạn trai thôi. Ủa? Thế là... Thế nhưng mà sao ngày xưa ấy, bạn không lấy chồng mà lại lấy vợ? Lúc đấy tôi vẫn thích lấy vợ. Thế còn bây giờ? Mới trổ bóng. Thế bạn, sao mà sư tử nó vả? Hôm qua tôi đi hát, thế xong rồi uống mấy cái chén rượu, tôi choáng choáng, ngã đập cổ vào môi của con bé nhân viên. Dây một ít son ra, về vợ tôi mới nhìn thấy nó đánh. Thôi thế này, hay là đằng đấy trổ bóng luôn đi, xong hai đứa chúng mình về ở với nhau, trang điểm cho nhau, khỏi bị sư tử nó vả nữa nhá. Lợi hồn, thằng này thẳng không cong. Chào hai mẹ con. Con trai bố hôm nay làm sao mà mặt cứ ỉu xìu thế? Hôm nay Bin đi học bị cô giáo mắng đấy. Bin, nghịch ngợm cái gì để cô giáo mắng thế hả con? Anh nhìn tờ giấy mà Bin nó mang về. Anh có thấy cái gì đâu? Uống sữa đi con. Hôm nay trong giờ kiểm tra mỹ thuật, Bin nó nộp tờ giấy này cho cô giáo ấy. Sao con lại bôi bẩn vào đây thế này hả con? Bố mẹ với cô chả hiểu tác phẩm nghệ thuật của con gì cả. Đây là tranh chiều tượng của đúng không con? Nhưng mà bố chẳng hiểu con vẽ cái gì hết cả. Con vẽ con bò ăn cỏ. Thế cỏ đâu? Con bò ăn hết rồi. Thế con bò đâu? Con bò ăn hết cỏ, nó đi rồi. Thế còn hai cái chấm này là cái gì hả con? Thì con bò ăn cỏ xong nó để lại hai cục phân. Hả? Có lý đấy chứ. Mà cái bức tranh nó đẹp như thế này mà cô giáo lại mắng nó. Ngày mai nhá, anh sẽ lên trường anh nói chuyện với cả cô. Giáo dục là phải đề cao trí tưởng tượng chứ. Anh Sơn, cái sự việc nghiêm trọng như vậy mà anh lại để xảy ra trong một cái môi trường giáo dục như thế này, anh định thế nào đấy? Dạ, thôi xin anh thông cảm cho. Em đã cho người gọi ngay cô chủ nhiệm của cháu lên rồi ạ. Tôi không thông cảm gì hết. Anh gọi ngay cô ta lên đây. Dạ, mời anh xơi nước đi ạ. Vào đi. Con chào cô. Ừ. Chào thầy. Chào anh. Con ạ. Bây giờ ba mặt một lời. Con trai, sự việc ngày hôm qua như nào? Con nói bố nghe. Hôm qua trong giờ kiểm tra, cô giáo hỏi con ai chém Liễu Thăng.
Con bảo con không biết nên cô cho con không điểm. Vậy là thế nào hả cô giáo? Chỉ vì con tôi không biết ai là người chém Liễu Thăng mà cô cho con tôi không điểm là như thế nào? Dạ. Cái sự việc ấy nó nghiêm trọng như vậy, cô cần phải báo ngay cho các đồng chí bên tổ hình sự, họ sẽ giải quyết, họ sẽ lập chuyên án điều tra. Cô có hiểu không? Anh cứ bình tĩnh ạ. Dạ, chúng em biết là anh bận trăm công nghìn việc. Dạ, anh phải chỉ đạo rất là nhiều người, anh phải lo sát sao rất là nhiều thứ. Mà hôm nay anh đã phải bớt chút thời gian đến đây. Dạ, áy náy quá. Tôi không thông cảm cho các anh chị, hiểu không? Đây là một sự việc rất nghiêm trọng, nó liên quan đến tính mạng của con người. Dạ. Nhá. Dạ. Anh chị hiểu chưa? Dạ, dạ. Và đây nó là cái trách nhiệm của toàn xã hội, của toàn nhà trường. Dạ. Cô giáo, cô không biết. Dạ. Tôi có thể bỏ qua được. Dạ. Nhưng mà còn anh, dạ, anh định làm ngơ cho cái sự việc lần này ấy, thì anh chuẩn bị nghỉ việc, anh hiểu. Anh hiểu chưa? À, dạ. Em thấy hình như là anh đang... Thôi, đang bị viêm họng. À. Mà tôi vẫn phải nói to. Dạ vâng. Thế anh cứ bình tĩnh. Đây. Anh viêm họng, anh khan tiếng. Em có cái hộp tiêu khiết thanh để biếu anh. Dạ, để đỡ khan tiếng, đỡ rát họng. Anh chỉ đạo cho nó mượt ạ. Cái sự việc lần này... Tôi tạm thời tôi bỏ qua cho anh chị. Anh chị hiểu không? Dạ. Còn nếu mà lần sau chuẩn bị mà viết đơn nghỉ việc, nghe chưa? Dạ, dạ. Con, bố con mình về. Nhà thầy, nhà cô con về. Ừ, chào dạ. Con ra nhá. Chào ơi. Sao cái chuyện đâm chém này cứ lôi ra hỏi học sinh đấy nhỉ? Làm cho phụ huynh của người ta bức xúc lắm đấy. Rút kinh nghiệm lần sau nhá. Dạ. Đi về lớp đi. À mà này, tôi hỏi này, thế cái cậu Liễu Thăng đấy là cậu đi học ở lớp nào? Bị chém có nặng không? Sau khi sự việc nó nghiêm trọng như thế mà lại không nói với tôi nhỉ? Làm ăn tắc trách quá. Dạ. Thôi em xin phép về lớp quản học sinh ạ. Ờ, về lớp đi. Ôi giời, cứ thế này không biết nền giáo dục sẽ đi về đâu. Thưa quý... Thôi em nói luôn đi. Thưa anh nói đi. Em nói, anh đang nói em cứ nhảy mồm ấy. Có anh nhảy mồm em ấy. Thưa quý vị khán giả, như vậy là series tạp hóa cười của chúng mình đã đi được một chặng đường khá là dài rồi. Cảm ơn sự yêu thương, sự ủng hộ của khán giả dành cho hai anh em Thái Sơn và Cường Cá. Và sắp tới, anh em chúng mình sẽ có rất là nhiều các sản phẩm hay để gửi tới quý vị khán giả thân yêu trong toàn quốc. Hãy like và subscribe kênh của chúng mình để đón xem nhiều hơn nữa những sản phẩm của Thái Sơn và Cường Cá. Em sao vậy? Em tập hát mừng ngày nhà giáo Việt Nam nhưng khản giọng quá. Em uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tiêu khiết thanh đi. Theo khảo sát của tạp chí Kinh tế năm 2021, 90,8% người được khảo sát hài lòng và rất hài lòng về tiêu khiết thanh. Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.